Rồi, em xin chào tất cả anh chị cô chú nha. Giao lưu một cây hải châu lá nhỏ nha anh chị cô chú. Hoành đây là 5 nha anh chị cô chú. Cao là 27. Còn cái tán ngang của nó là 17 nha anh chị cô chú. Này, dòng lá nhỏ nha. Lá nhỏ dày rất đẹp luôn nha. Cây này em khai thác bầu đất xin nha anh chị cô chú. Đây nó có một thoát thằng lên co lắc cái củ đế đặc biệt luôn. Rễ ra đây nó co vô nha. Hàng mini nha anh chị cô chú. Phone thiên nhiên nha. Rồi cảm ơn anh chị cô chú đã xem bài và ủng hộ luôn.